Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải cho bài tập 2.20 trang 42 sách giáo khoa toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: kiểm tra xem các số sau là số nguyên tố hay hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 số. Thế thì ở đây đề bài cũng đã cho chúng ta về phương pháp làm bài. Có hai cách để làm. Một là các em có thể sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9. Hoặc là các em có thể tra bảng số nguyên tố ở cuối sách của chúng ta, trang 121. Vậy thì ở đây cô sẽ sử dụng cách đó chính là cô dùng dấu hiệu chia hết. Ở đây cô sẽ trả lời các số nguyên tố. Là, xong tí nữa chúng ta chỉ cần điền các số vào đây thôi đúng không ạ? Và các hợp số là, rồi, với số đầu tiên là số 89. Rồi cô thấy rằng là 89 thì không chia hết cho 2, cũng không chia hết cho 3, và không chia hết cho 5 và không chia hết cho 9. Đấy, bên cạnh đấy thì để chắc chắn là các em có thể kiểm tra số 89 này trong bảng số nguyên tố, thì cô thấy rằng 89 là một số nguyên tố nên cô sẽ điền số 89 vào phần các số nguyên tố. 97. 97 thì trong bảng số nguyên tố nó cũng xuất hiện nên 97 là số nguyên tố rồi. 125. 125 thì có chữ số tận cùng là chữ số 5. Theo dấu hiệu chia hết cho 5 thì số 125 chia hết cho 5 rồi. Vậy thì số 125 không thể là số nguyên tố được và nó sẽ là hợp số đúng không? Vậy cô có 125 là hợp số. 541. 541 thì theo bảng số nguyên tố thì 541 sẽ là một số nguyên tố. 2013. 2013 thì có tổng các chữ số là bằng 6. Vậy theo dấu hiệu chia hết thì 2013 sẽ chia hết cho 3 đúng không ạ? Vậy 2013 là hợp số. 2018. 2018 thì có chữ số tận cùng là chữ số 8. Vậy thì 2018 sẽ chia hết cho 2 đúng không? Mà chia hết cho 2 thì đương nhiên nó sẽ không phải là số nguyên tố. Bởi vì số nguyên tố thì chỉ chia hết cho 1 và chính nó thôi đúng không ạ? Rồi, như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 2.20. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.